Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Đội Thị Tám Gaming. Thì ngày mai chúng ta sẽ có bản cập nhật mới các bạn ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phân tích bản cập nhật mới nhá. Thì như cái bản cập nhật này là nó đăng vào ngày mùng 3 tháng 2. Mùng 3 tháng 2 tức là vào ngày hôm kia ấy, đã có ra chi tiết bản cập nhật rồi. Đấy, chúng ta sẽ xem bản cập nhật mới ngày mai thì có những cái gì để chúng ta cùng chơi game và cái sự kiện nha. Thì sự kiện ngày mai là sự kiện lễ tình nhân các bạn ạ, Valentine 14 tháng 2. Rồi ôi, mình mà giờ mình nhìn ra thì đó là có chocolate này, vanilla này, caramel này. Bạn có thể nhận được su choco và sô cô la để lấp đầy hộp sô cô la khi hoàn thành nhiệm vụ này. Hộp sô cô la rung động này, bạn có thể kiểm tra nhiệm vụ này bằng cách nói chuyện với NPC mới hoặc nhấn vào nút sự kiện ở phía trên bên phải màn hình. Nếu bạn lấp đầy tất cả hộp sô cô la trống, bạn có thể nhận được trang phục lễ tình nhân đặc biệt. Nhận sô cô la thì chúng ta sẽ lấy sô cô la, chúng ta sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ đấy để lấy hộp sô cô la đấy. Thì khi chúng ta nhận được và sô cô la để thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ hộp sô cô la để lấy su sô cô này, xong rồi lấp đầy vào hộp sô cô la. Khi đã đầy chúng ta sẽ nhận được trang phục lễ tình nhân đặc biệt các bạn ạ. Chúng ta sucho này thu được có thể dùng đổi lấy các vật phẩm lễ tình nhân ngọt ngào khác nhau tại cửa hàng sô cô la của chocolate. Thì nó cũng tương tự như những sự kiện khác thôi, nó sẽ có chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ và cậy sự kiện để đổi lấy những cái xu của sự kiện đấy, rồi chúng ta sẽ đổi các vật phẩm ở trong cửa hàng sự kiện đấy. Đấy, giống như vậy thôi. Ngập tràn nhớ đừng bỏ lỡ đồ nội thất nhà bếp chocolate để làm ra những thỏi chocolate đặc biệt. Vậy là chúng ta sự kiện đợt mới này chúng ta nhớ là chúng ta nếu mà được chúng ta nên đổi cái bếp này, thì bây giờ nhà phát hành sẽ cho luôn rồi. Ngày xưa thì chúng ta kiểu làm sự kiện chúng ta phải đổi cái bếp đầu tiên trước ấy, xong để chúng ta làm những cái nhiệm vụ sau để nấu các bánh được ấy, nhưng bây giờ nhà phát hành nó kiểu cho hết bếp ra bên ngoài hết rồi các bạn. Ở sự kiện nhà phát hành cho bếp hết sẵn cho các bạn rồi đấy. Ở đây cái hộp chocolate này thì nó cũng tương tự như cái đợt cây thông Noel thôi các bạn ạ. Cái này làm nó tương tự như cây thông Noel thôi. Chúng ta cũng kiểu đi làm các nhiệm vụ để lấp đầy cả cái hộp bánh này. Thì lần trước chúng ta sẽ là kiểu treo trang trí đầy đủ cây thông, thì lần này thì sẽ là lấp sô-cô-la đầy cái hộp sô-cô-la này. Thì cũng tương tự như nhau thôi đúng không ạ? Đấy, chắc tầm độ của tuần, hoặc là nếu bạn nào mà kiểu biết mẹo ấy thì tầm 1-2 ngày là xong luôn đấy. Rồi, đấy là cái sự kiện này. Tiếp theo là tòa nhà lịch quà tặng khổng lồ sự kiện. Có thêm một tòa nhà mới các bạn ạ, tòa nhà lịch quà tặng khổng lồ xuất hiện ở trung tâm. Vậy là chúng ta sẽ có thêm một tòa nhà mới. Phần thưởng nào đang chờ đợi bạn ngày hôm nay? Tức là hình như là mỗi ngày các bạn sẽ được vào kiểu chọn một ô bất kỳ trong cái tòa nhà này để nhận phần thưởng ấy. Đấy, giống như kiểu quà đăng nhập hàng ngày thôi các bạn đấy, nhưng mà cái này là cho các bạn hên xui, mà nó may mắn mở được hộp nhiều thì trước thì các bạn được trước các bạn. Bạn có thể nhận các phần thưởng khác nhau mỗi ngày trong 23 ngày, và có thể nhận phần thưởng bằng cách đến gần hộp có ghi ngày của hôm nay trên đó. Món quà nào đang chờ bạn hôm nay, nếu tò mò thì hãy kiểm tra đó. Bây giờ lại có thêm một cái gọi là giống như kiểu mình tưởng tượng đến ngày xưa có một cái trò chơi gọi là hãy chọn giá đúng ấy, kiểu như đấm đấm vào cái hộp con ong mở ra là được quà gì ấy các bạn. Nếu như bạn nào bạn các bạn nhỏ thì chắc là không biết cái chương trình đấy, còn nếu bạn nào mà độ tuổi tương tự như mình thì sẽ biết cái trò chơi hãy chọn giá đúng ấy các bạn. Xuất hiện thêm điểm danh về đá ngọt ngào, thì lại có điểm danh này. Thì quà điểm danh này thì hôm đầu tiên sẽ là được 3.000 kim cương, thứ hai sẽ là một trứng tình nhân này, quả trứng tình nhân này, ba là mình nhớ là quả trứng tình nhân và cái hình như con pet tình nhân này mình có rồi, mình có mấy con rồi, con chó thì phải. Thứ ba là được cái coupon mở hộp cho các bạn này. Thứ tư là được 20 kim cương. Ngày thứ năm thì cũng mở vé coupon, ngày thứ sáu thì được tận 50 kim cương cơ. Ngày thứ bảy chúng ta sẽ được một cái gọi là cái mũ, cái mặt gì đấy, cái mũ tình nhân này, bi mai này đấy. Và trứng lễ tình nhân là lần này sẽ xuất hiện trên đảo Gaia các bạn ơi. Thì cái trứng này thì mới mùa trước mình có mấy con này rồi đấy, khá là đẹp đấy. Nếu bạn muốn gặp gỡ thú cưng lễ tình nhân đáng yêu thì hãy chú ý trứng lễ tình nhân trở lại quay đảo Gaia. Trứng lễ tình nhân có thể tìm thấy ở phía tòa nhà lịch quà tặng, nó ở dưới chân các bạn ạ. Quả trứng này sẽ có con bé Kelly và Linda nó bán ở dưới chân cái hộp cái tòa nhà mới mà vừa nãy mình phân tích cho các bạn này. Đấy, ở dưới tòa nhà đấy thì trong khu downtown nhiều trò chơi nhỏ khác nhau tụ hội tại một nơi, bạn có thể chơi trò chơi
là ngày xưa thì chúng ta kiểu như là phải đứng ở bên ngoài ấy. Đứng ở bên ngoài chúng ta mời bạn bè vào tổ đội để chúng ta chơi BD game. Nhưng bây giờ chúng ta có thể ở nhà mình xong mời các bạn bè đến nhà mình chơi, chúng ta cùng nhau chơi với bạn bè mình ở trong nhà của mình. Như vậy thì nó đỡ bị giật lag hơn và kiểu chơi được cùng bạn bè với nhau trong nhà mình luôn. Mình thấy cái tính năng này nhà phát hành cải cách là khá là hay đấy. Nó tốt hơn nhiều so với chúng ta tổ đội để chơi mini game ở bên ngoài kia. Đấy, chúng ta chơi như này, chúng ta chơi tại nhà, kiểu như bạn nào mà muốn chơi mình có thể kiểu như là kích họ ra được, kiểu như người nào mà phá hay mình có thể kích họ ra được để cho chơi mình bạn bè với nhau trong nhà cho nó vui, hoặc là mình có thể tạo mini game sự kiện để cùng chơi với nhau trong trong nhà cho nó vui đấy các bạn nhé. Làm như vậy thì chúng ta cũng có thể là tăng được tiền sao trong nhà được nhiều hơn đấy các bạn, tăng tỷ lệ tăng tiền sao nhà cũng được hơn đấy. Ngay cả khi bạn rời trò chơi nhỏ, bạn có thể tiếp tục theo dõi là khi chúng ta ở bên kia là khi chúng ta chết rồi chúng ta có thể ao ra, còn cái này chúng ta chết rồi chúng ta vẫn xem bạn bè mình chơi cùng nhau được cho nó vui. Mình muốn xem bạn nào được ấy nhờ. Thế như vậy là hay đấy. Nếu bạn muốn rời khỏi ngay lập tức mà không cần theo dõi, hãy nhấn vào biểu tượng thoát ở phía dưới bên phải. Nó cũng tương tự thôi, tương tự như chơi ở bên khu vui chơi bên ngoài Plaza thôi. Thêm trang phục áo hot đồ, các bạn có thể tìm thấy áo hot đồ thời trang như hiện diện như không diện tại cửa hàng trang phục đó. Vậy là chung quy lại cái bản cập nhật mới này thì là có thêm là cải cách là chúng ta chơi được các trò chơi cùng với bạn bè ở nhà của mình, tại nhà của mình mà các bạn không phải tele le đi các nơi ấy. Nhiều khi bây giờ máy bị lag rồi ấy, các bạn cứ tele cho khác là bị ao ra đấy, cho nên là rất khó chúng ta có thể ở tại nhà của mình chơi với nhau cho nó vui hơn, đỡ phải đi tele lại đấy. Và tiếp theo là cập nhật sự kiện lễ tình nhân và có thêm một tòa nhà mới để chúng ta nhận quà lễ tình nhân. Và cái tòa nhà này các bạn nên nhớ là nó chỉ cái sự kiện này chỉ diễn ra trong vòng 23 ngày thôi nhá. Đây các bạn nhớ đọc kỹ chỗ này này, nó chỉ diễn ra trong vòng 23 ngày thôi đấy. Và tiếp theo là có lấp đầy bánh tình nhân đấy và làm nhiệm vụ lễ tình nhân thôi đấy. Đấy là sự kiện sắp tới nó liên quan đến lễ tình nhân đấy, chung quy nó là như vậy nha các bạn nhé. Thì giờ vào cửa hàng xem có bày bán gì không nào. Có hoa tiết này, hoa tiết thì mình trước mình mua rồi đấy, cũng không có gì cả, nhưng mà có tiết đợt này rẻ đấy nhỉ, như rẻ đấy. Rồi vẫn không có đồ gì mới, vẫn đồ mới đồ bán lại thôi, chắc là chờ ra bản cập nhật mới thì mới ra sự kiện mới đấy. Hai cái này một cái vẫn giống nhau, một cái sale 69 một cái sale 60, đúng là bịp. Rồi vậy bây giờ thì vẫn như hàng ngày, bây giờ mình sẽ tạo mini game sự kiện tặng quà cho các bạn nha, cho bạn nào là may mắn trúng thưởng trên kênh của mình nha. Đấy thì đầu tiên mình sẽ quay vòng quay may mắn. Bây giờ mình chỉ tặng quà thỏi vàng thôi nhé các bạn nhé. Đấy. Bạn rồi, mình đã tìm được một bạn may mắn rồi. Bạn này khá là hay. Vẫn là mấy cái fan thân quen của mấy anh em YouTuber nổi tiếng thôi. Đây. Bạn FDM, FBG Cam, Fan Amumu và Fan Bebergum đấy. Đấy, bạn cấp level 10. Ok, bị đơ các bạn ạ. Ôi giời, thế gọi chờ mình một xíu để mình vào lại mình tặng quà các bạn đấy nhé. Đấy, bây giờ game nó nặng hơn xíu rồi, mình online có một tí là tự ao. Hơi mất thời gian của các bạn một xíu nhưng mà các bạn cảm nhé. Cũng nhanh rồi. Bây giờ việc vào tặng quà thôi. Rồi. Cái tập này là ok đấy. Ho quá, cổ họng nó cứ em hèm. Hơi khó chịu nhưng các bạn thông cảm. Tại đang ốm ấy. Rồi, mình sẽ tặng quà cho bạn vừa nãy nhá. Mới vào nó xoay tít thò lò lát này. Rồi. Đây, bạn may mắn may là bạn Cam nhé. Đấy, mình sẽ tặng cho bạn đấy quà thỏi vàng. Hết sự kiện X2 rồi cho nên hết sự kiện mình chỉ tặng X2 được sự kiện Tết thôi. Nên bây giờ mình lại tặng cho các bạn 8 thỏi vàng như bình thường thôi. Rồi, bây giờ chúc mừng bạn Cam đã trúng thưởng nha. Bạn nào mà muốn nhận quà thỏi vàng may mắn giống như bạn Cam này nữa, các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh và comment tên nhân vật ở bên dưới của mình nha. Nhớ là phải like, chia sẻ, đăng ký kênh nha. Bấm chuông thông báo, rồi comment tên nhân vật ở bên dưới. Đấy, chỉ việc làm nhẹ nhàng như thế thôi là có cơ hội may mắn trúng thưởng thỏi vàng rồi. Mình làm clip mình tặng liên tục mà. Đấy, các bạn cứ comment thôi. Chúc mừng em là người may mắn trúng thưởng.
Rồi, vậy là mình đã tặng quà cho bạn Cam thành công. Đây, kiểm tra lại một lượt cho các bạn nhé. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn lịch sử này, toàn thỏi vàng thôi. Quà hôm nay đăng nhập thì hôm nay chủ nhật thì nhận cái khoản này thôi. Mình cũng lâu lắm rồi mình lười đi đảo mấy bộ quần áo kia lắm, đặc biệt cô thời gian các bạn ạ. Thôi, vậy clip mình cũng xin dừng tại đây nha. Tạm biệt mọi người, và nào muốn nhận quà nữa các bạn comment bên dưới nha. Bye bye.